Xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả bài thơ Tiễn Bác Trọng của tác giả nhà thơ Xuân Trường, được kính gửi tới toàn thể quý vị qua giọng đọc của nghệ sĩ Phạm Tuyên. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Quê hạ đầu thu, buổi chiều tà, nghe tin bác mất, nồi ra gà. Không ngờ bác đi sao vội thế, chiếc ghế của người vẫn nóng ran. Lò thiêu đỏ rực, than chưa nguội, tham quan vẫn ngồi quanh đâu đó. Bác để nỗi nhớ 9 triệu dân, người đốt ân cần lò liếm chính, không oan sai đúng tội đúng người. Xấu cành nào chặt bỏ chết tươi, để muôn người dân Nam kinh nể. Tuổi 80 không ngày nào nghỉ, phút cuối cùng vẫn nghĩ tới lò. Ngày mai cho lạnh than đã mại, nước mình còn lại những bộn bề. Nhà cửa của dân đã mang đi, thế chấp ngân hàng đầu tư cả, mong sao ai trả cho mọi người. Bọn quan tham bè cánh kiếm lời, dự án hoang khắp nước khắp nơi, chỉ khổ dân đầu tư giang dở. Bác chọc đi là ngàn chân trở, mong đàng nhà tháo gỡ cho dân. Phút biệt ly con chúc bác vạn lần, bác Phú Trọng con xin kính trọng.